Á quân giờ voi qua đời ở tuổi 37, khán giả đau lòng gửi lời chia buồn. Trang Sai Hang Morning Post đưa tin, ca sĩ Trương Hằng Viễn, á quân chương trình The Voice of China mùa 2, qua đời vì mắc ung thư hắc tố, hưởng dương 37 tuổi. Thông tin khiến đồng nghiệp bạn bè, người hâm mộ xót xa bởi sự ra đi đột ngột của giọng ca Trung Quốc khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhiều người để lại lời chia buồn trên trang cá nhân của gia đình cố nghệ sĩ. Được biết, khi phát hiện bệnh, Trương Hằng Viễn không còn xuất hiện trong giới giải trí khoảng một thời gian dài. Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của anh rơi vào tháng 1 năm nay. Theo trang 163, tăng lễ của ca sĩ được tổ chức tại quê nhà ở huyện Hoàng Bình, Quý Châu. Trương Hằng Viễn sinh năm 1986 ở tỉnh Quý Châu, là một ca sĩ trẻ có tiếng trong làng giải trí Trung Quốc. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh từng làm thêm ở quán bar, bán nhạc cụ để kiếm sống. Năm 2013, Hằng Viễn tham gia The Voice of China, được chọn về đội của huấn luyện viên Uông Phong, trở thành Á quân Trung cuộc. Cuộc thi này cũng chính là cơ hội cho anh gặp Tất Hạ, một nữ thí sinh cũng thuộc đội Uông Phong. Tháng 3 năm 2022, hai người kết hôn và có con trai đầu lòng được biết khi còn sống hằng viễn và gia đình không hề tiết lộ bệnh tình của nam ca sĩ thế nên khi hay tin anh qua đời nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa